Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điện Bất Sản. Hiện tại em đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cũng khá là lâu ha, cũng mấy ngày rồi em đi cũng không có cái thời gian để mà quay giới thiệu bất động sản đến cô chú chị. Thực sự là thời điểm này em đi làm thì tiếp khách và khách đi giao dịch cũng rất là nhiều chị ha. Hôm nay em đi cũng không có thời gian để mà đi quay rất nhiều. Hôm nay cũng cố gắng sắp xếp lắm ha, em điền quay đi gửi tới cô chú chị một bất động sản có sẵn căn nhà mái thái luôn ha, rất là đẹp, mới xây đây thôi ha, mà bây giờ kẹt tiền bán anh chị ha. Thì cái hướng trước mặt cô chú chị mình đi ra, đi khoảng vài trăm mét thôi là ra tỉnh lộ 329 rồi. Ngoài đó thì có trường học các cấp ha, 123 mẫu giáo vân vân, và chợ đò ngoài đó luôn anh chị ha. Nói chung mọi thứ ngoài đó đầy đủ ha, tiện ích tiện nghi đầy đủ, kinh doanh nhỏ lẻ vân 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 ở ngoài đó hết ha, khoảng vài trăm mét thôi. Thì ngoài đó thì em đi cũng có quay nhiều rồi nên là cô chú chị cũng đã biết ha. Ở ngoài đó là ở hay được gọi là cầu ba đó anh chị ha. Đó. Và vào đây thì vào khu dân cư đi vòng ra lại cũng được, ra tỉnh lộ 329 luôn ha. Đây, vị trí em đi đang đứng đây thì cách thị trấn Phước Bửu khoảng là hơn 10 cây số. Và ra biển thì khoảng đâu đó là gần nhất là biển Hồ Tràm ha. Xin lỗi anh chị, gần nhất là biển Bình Châu thì 15 km. Và biển Hồ Tràm thì khoảng 20 cây hơn ha. Đó. Cũng không gần biển lắm anh chị ha. Đó, và em đi sẵn đây em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản có sẵn căn nhà luôn ha, nhà mới xây mới tinh luôn ha, và chưa có ai ở luôn anh chị ha, và đang kẹt tiền. Trước thì em đi cũng đã quay bất động sản này rồi nhưng mà đang làm lỡ dở anh chị ha, và giá cũng nằm ngoài 3 tỷ, nhưng mà hiện tại bây giờ đã làm hoàn thiện xong rồi và giá lại bán giảm nữa anh chị ha, đang kẹt tiền, thực sự rất là kẹt tiền anh chị đó. Bất động sản mình thì cách cái trục chính này vào khoảng là vài chục mét thôi anh chị ha. Đó. Hiện tại bất động sản mình thì bất động sản mình thì đang có hướng là hướng tây nam anh chị ha, hướng này là hướng đón gió luôn anh chị, hướng này cũng tương đối là mát. Đây, bất động sản mình đây ra đây rồi anh chị ha. Đây, ranh của mình thì hiện tại bất động sản mình thì đang xây rào hết rồi, ranh móc thì rõ ràng, cô chú chị có thể thấy ha, bức tường này, cái móc đầu kia ha, gia chủ mình đã xây thụt vô một chút xíu để tránh cái việc mà xây lố, tránh tranh chấp sau này ha anh chị ha. Đó. Bất động sản mình thì đang giáp mặt tiền đường nhựa thì khoảng là 9 mét, và có chiều sâu vào trong là 29 mét, gần 30. Đó. Đường nhựa này hai ô tô né nhau anh chị ha. Khu dân cư thì ở đây là đông, tương đối là đông rồi anh chị. Đối diện là có nhà 2, 3, 4 nhà ha, và kế bên này có mấy căn nhà nữa. Nói chung là ở đây thì dân cư tương đối là đông ha, tương đối là đông. Đó, và cách trục chính thì khoảng vài trăm mét thôi. Đây, rào cổng rất là kiên cố và rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó. Gia chủ mình thực sự là mới xây xong nhà này thì xây khoảng đâu đó là 1 năm đổ lại đây thôi, mới xây đây thôi, và đang rất kẹt tiền nên là cần bán. Đó, thì gia chủ mình chưa kịp ở nữa. Ở đây có trừa những cái dây điện để bỏ đèn ha, để gắn đèn ở đây ha. Đó. Cổng này tương đối cũng là rộng anh chị ha, khoảng rộng khoảng là đâu đó 4 mét á ha. Nói chung là sân mình thì vào phía trong thì sân mình cũng tương đối là rộng ha. Khu vực này dư sức để mấy chiếc ô tô luôn anh chị đó. Thì sân của mình, phần sân của mình là đang được gạch ốp, gạch men hết ha, rất là thoáng mát, rất là sạch sẽ anh chị. Đó. Và vào phía trên bên trong ha. Phía bên trong bên tay phải của mình thì gia chủ mình đang trừ một cái ô ha, để mà mình có thể đổ đất và trang trí những cái tiểu cảnh ha, trồng trọt những cái cây ha, cây xanh để làm ra để cái nhà mình có hướng ra một cái view xanh đẹp ha. Đó, phía trước có thể làm mát cái không gian nhà của mình. Đó. Và đây là cái cổng chính, cái cửa chính đi vào cái nhà của mình ha. Đó, ở trên thì có những cái trụ chống sét rồi luôn anh chị. Đó. Mái trên này thì làm bằng mái ngói thật nha anh chị nha, không phải giả ngói đâu ha. Đó. Rất là đẹp, cái căn nhà mái thái này rất là đẹp anh chị ha. Em thấy theo cái thiết kế này thì hình như là giống, cũng tương đối là giống châu Âu á. Có trừa một cái làm giả một cái ống thông khói ha. Đây, làm giả một cái ống thông khói ở đây ha. Đó. Rất là đẹp. Và bên này là cái cổng phụ của mình ha, cái cửa phụ của mình bên hông ha. Xíu em đi sẽ quay phía đó sau. Thì trước khi vào bất động sản mình thì em Điền sẽ xin được báo giá trước luôn ha, để cô chú chị mình khỏi mất thời gian ha. Lúc trước thì em đi quay á thì chưa có hoàn công xong thì giá cũng đang kêu bán là ngoài 3 tỷ rồi nhưng mà bây giờ hoàn công xong rồi nhưng mà giờ vẫn đang kẹt anh chị ha.
đang kêu là 2 tỷ 9 có thương lượng một chút xíu ha. À, giá này là giá cần bán chị ha. Đây, trước khi vào thì em đi quay phía ngoài ha, quay phía ngoài chút xíu. Đây là cái đường luồng phía bên hông ha. Nói chung là lối thoát hiểm này kia vân vân, thông ra được vòng qua bên kia luôn anh chị. Đó, lối này thông nha. Và bất động sản mình thì đang trừa những cái ống cống hố ga để mà thông ra cống ha. Đây, đó, cô chú chị có thể thấy là trừa sẵn ống ha. Đó, chưa có nối ra ngoài mương nước ha. Mương nước thì hiện tại trước thì chuẩn bị làm thôi, chưa làm. Đó. Và chỗ này cũng trừ một cái chỗ để mà trồng trọt hoặc là nuôi cá cũng được anh chị ha. Đó. À, gia chủ mình đã sắp xếp và bố trí sẵn rồi. Đó. Trừ sẵn là những hai cái ô này để trồng hai cái cây xanh ra phía trước ha. Đó. Đây là cái cửa bên phụ của mình. Đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào trong bất động sản của mình anh chị ha. À, vào trong bất động sản mình thì gặp một cái cửa chính ha, cái màu rất là đẹp. Đây thì gia chủ mình đang làm là nhựa giả gỗ anh chị ha. Đó, rất là thẩm mỹ, vừa đỡ tốn chi phí mà vừa thẩm mỹ vừa đẹp cái ngôi nhà của mình. Đây thì gia chủ mình đang xài là cái khóa thông minh ha, khóa điện tử. Đó, nhà này thì mới xây chưa được một năm anh chị, mới xây đây chưa được một năm ha, và đang rất là kẹt tiền, chưa có ai ở luôn anh chị ha. Đó. Vào trong đây thì đây là cái không gian phòng khách của mình anh chị ha. Đây là không gian phòng khách và phía trên đây là trần ha, trần thạch cao thôi, chắc là trần thạch cao rồi trét vôi. Và dưới bếp của mình đây, cái không gian đó là cái đèn của bếp ha, đèn chùm của bếp ha. Và đèn chùm của này thì không biết, hiện tại em đi cũng không biết ở đâu rồi. Đó, đây là khu vực phòng khách và bên này là phòng thờ anh chị ha. Đây là phòng thờ và có hai cái cửa sổ để mà mở cho thoáng cái nhà của mình. Đó. Đó. Vào nhà rất là đẹp anh chị. Đó, thiết kế cũng rất là khoa học. Và bất động sản mình thì đang cũng là có cái bản vẽ luôn anh chị ha. Có bản vẽ luôn. Đó. Khu vực dưới này là khu vực bếp này và phòng ăn này. À, em đi nghỉ thì nếu mà cô chú chị mà thực sự là nhìn phòng khách xuống thì xuống thẳng xuống phòng bếp á, xuống bếp á thì thực sự là hơi thoáng ha. Nhưng mà mình có thể làm một cái vách ngăn ha, cái vách ngăn qua tới đây thôi. Vách ngăn có những cái cây trụ đứng thẳng lên á. À, vách ngăn, nhưng mà vách ngăn có thể nhìn xuống phía dưới được. Đó, cũng rất là thẩm mỹ, và mình đặt cái tivi ở đây ha. Đó. Chứ nhìn vậy thì cũng thấy nó thoáng quá. Đó. Và đây là bất động sản mình thì đang có 4 phòng ngủ ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai và thứ ba, và bên đây là phòng ngủ thứ tư. Đây là khu vực bếp nút ha, nấu ăn ha. Gia chủ mình trừ một cái ô này để mình có thể là đặt bếp ga âm hoặc là đặt bếp điện ở đây. Đó. Và cửa thông gió của bếp. Đó. Và trên này có cái kệ thờ ông Táo ha. Và đây là cái cửa phụ của mình ha, được làm bằng nhôm kính anh chị. Đó. Đó, và có xung quanh có những cái rèm trước cửa chính và cửa sổ luôn ha. Đó. Hiện tại bất động sản mình thì có hai phòng ngủ này là có hai toilet riêng ở trong phòng ngủ này luôn ha. Phòng kia thì đang cứng chìa khóa, em đi chưa mở được, nhưng mà phòng này em đi sẽ quay phòng này ha. Phòng này thì cũng tương tự phòng bên kia thôi, cũng không khác gì đâu ha. Đây, đi vào đây thì mình sẽ gặp không gian, đây là ngủ nè, và qua bên này là cửa toilet ha. Toilet này thì vừa kết hợp phòng tắm luôn ha. Đó, toilet và phòng tắm luôn. Đó. Toilet này cũng rất là đẹp anh chị ha. Đó. Và cái phòng ngủ bên này thì cũng cái phòng toilet thì cũng đấu ngược lại với đây ha, đối đầu xanh kẽ với nhau đó. Bên kia cũng tương tự thôi. Và đây là cái lường luồn lui phía sau, khu vực sau của mình ha. Đây, thêm một phòng ngủ nữa. Và trong này cũng có một phòng ngủ nữa ha. Đó, nói chung là hai phòng ngủ dưới này thì không có toilet riêng đâu ha. Lui phía sau. Rồi, phía sau thì gia chủ mình có trừ một cái khoảng trống mình để mình phơi đồ hay là để những cái đồ linh tinh ha. Và đây thì cũng không biết là toilet hay là... À, tôi nghĩ là kho. Phía sau đây có một cái toilet riêng ở ngoài ha. Toilet công cộng riêng ở ngoài đây. Đó.
Cũng rất là đẹp anh chị. Phía trên thì đang ốp cái tấm la phong. Bất sản mình thì khu vực này thì nước máy thì sử dụng rồi, nhưng mà gia chủ mình có khoan thêm một cái giếng nước khoan nữa ha, để mà mục đích để sử dụng tưới cây và tưới những cái thứ để mình trồng trong quanh nhà mình ha. Nói chung là tưới nước giếng sẽ tốt hơn là tưới nước máy anh chị. Phía sau này thì cũng có trừa một cái khoảng để mà mình đổ đất mình trồng cây cối sau này ha. Đó. Đây, thì cái lối này là cái lối mình đi qua cái lối hồi nãy em điền chỉ đó. Đó, lối thoát hiểm đó ha. Ba phòng ngủ thì có ba cái cửa sổ ở đây ha. Còn phía cửa trên thì cửa của phòng thờ. Cửa của phòng thờ ha. Nhà này thật sự nếu mà xây thì cũng nằm ngoài 1,5 tỷ đó anh chị. Chưa xong nội thất ha. Rồi em đi sẽ quay lại bên phía bên ngoài căn nhà mình một lần nữa cho cô chú chị mình có thể nhìn kỹ hơn ha. Rất là đẹp. Xung quanh nhà thì đều có những cái đèn LED ha, chiếu quanh nhà ha, làm nổi bật cái căn nhà mình vào ban đêm ha, và có những cái camera an ninh xung quanh nhà. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Nếu cô chú chị ưng ý cái bất động sản này thì liên hệ em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này ha. Và thiện chí nữa mình sẽ gặp chủ để thương lượng thêm. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị như clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.